Đây là một cuộc xét tuyển nhân sự khắc nghiệt nhất thế giới. Tất cả bọn họ được đưa vào một phòng kín làm bài, nhưng trên tờ giấy lại chẳng có câu hỏi nào cả. Đã thế giám thị còn ra quy định không được làm bẩn giấy thi, nếu không thì sẽ ngay lập tức bị loại. Mọi người đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tìm ra câu hỏi là gì. Lúc này một anh nói có thể chỉ một trong bọn họ sống sót cuối cùng sẽ chiến thắng. Thế là một cuộc thảm sát đã diễn ra trong phòng thi. Liệu rằng ai sẽ là người vượt qua được bài thi này, câu chuyện thế nào thì hãy cùng Vua Phim tìm hiểu nhé. Tại một công ty nổi tiếng ở Anh có diễn ra một cuộc tuyển chọn nhân sự. Sau nhiều lần xét tuyển thì đến vòng cuối cùng chỉ còn 8 người. Bọn họ sau đó được dẫn vào một phòng thi bí mật. Giám thị lúc này cũng bước vào phổ biến quy chế thi. Sẽ có 3 điều kiện bắt buộc các thí sinh phải thực hiện. Đầu tiên là không được làm bẩn bài thi dưới mọi hình thức. Thứ hai là không được nói chuyện với giám thị hay bảo vệ. Điều cuối cùng là không được rời khỏi phòng thi này. Nếu vi phạm một trong 3 điều sẽ bị hủy bài thi. Mà bài thi thì cũng chỉ có một câu hỏi duy nhất. Sau khi nói xong, giám thị hỏi ai có câu hỏi gì không. Nhưng không ai thắc mắc gì lên, thời gian cũng bắt đầu. Thời gian làm bài sẽ là 80 phút, nhưng khi 8 ứng viên háo hức lật đề lên xem, họ nhận ra đề thi chỉ là một tờ giấy trắng. Thời gian từng chút một trôi qua, người gõ bàn, người rung đùi, các thí sinh càng ngày càng sốt ruột. Có một cô gái gốc Á không thể chịu nổi nữa, cô ấy cầm bút lên nhưng vừa viết được vài chữ liền lập tức bị bảo vệ lôi ra ngoài. Bởi vì cô ấy đã vi phạm quy chế làm bẩn đề thi, mọi người thấy vậy đều bỏ bút xuống. Nhưng lúc này lúc đã phát hiện ra điều gì đó, vừa nãy giám thị đã nói ra 3 quy tắc trong phòng thi, chỉ cần không vi phạm thì muốn làm gì cũng được. Quả nhiên lúc phát biểu như vậy thì bảo vệ không đuổi anh ra, điều đó chứng tỏ suy đoán của anh là chính xác. Giám thị còn nói bài kiểm tra này chỉ có một câu hỏi. Bây giờ bọn họ cần hợp sức tìm ra câu hỏi đó. Một cô gái tên là Brunette đã nói ra suy nghĩ của mình. Có thể đề thi được viết chìm trong giấy cần có một cái gì đó để chữ hiện lên, ví dụ như ánh đèn hay chất xúc tác nào đó. Browser tờ giấy lên trước ánh đèn nhưng không có tác dụng. Brunette giải thích ánh đèn trắng bình thường thì không được. Nói xong cô đứng dậy áp tờ giấy thi lên đèn trên tường nhưng cũng không có hiệu quả. Tất cả mọi người đều cầm đề thi lên thử, nhưng tất cả đều thất bại, làm cả nhóm đều đi vào đường cụt. Đột nhiên một cô gái tên Blonde phát hiện trong khe tường còn có đèn, có thể đổi một nguồn sáng khác thì sẽ có hiệu quả. Thế là Black cũng ra xem xét, hóa ra đây là đèn dự phòng, chỉ khi tất cả các đèn đều hỏng hết thì nó mới sáng lên. Nghe vậy lúc lập tức lấy cái ghế đập vỡ từng cái đèn một, cuối cùng đèn dự phòng cũng sáng lên. Tất cả các thí sinh đều đem đề thi đến trước ánh sáng xanh đó, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Thời gian thì ngày càng ít mà họ thì lại chẳng biết câu hỏi là gì. Đúng lúc này cô gái đeo kính cẩn thận xem xét, phát hiện đèn dự phòng chỉ đang chiếu ở phía dưới, bên trong vẫn còn một tầng, có nghĩa là phải đập một tầng đèn này đi. Thế là cô cởi giày cao gót ra đập vỡ đèn dự phòng, lần này lại xuất hiện ánh đèn màu vàng, mọi người lại nhanh chóng đưa bài thi ra thử, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Lúc cảm thấy vô cùng bất lực, anh chưa bao giờ gặp đề khoai như thế này, anh nói không nên cứ nhắm vào ánh đèn, phải thử những cách khác. Anh cầm đề thi của cô gái đã bị loại lúc nãy, rồi vẽ loạn xạ lên đó nhưng không có tác dụng. Anh quyết định dùng dung dịch để thử, vì thế anh ấy xé đề thi làm 3 mảnh, một mảnh đưa cho Black bảo anh ấy thử bôi nước bọt lên, còn lúc thì tự đi ra một góc sau đó đái vào mảnh giấy, nhưng vẫn chẳng có chút tác dụng nào. Khi mọi người không biết làm gì, thì một người đàn ông đeo kính im lặng từ đầu tới giờ lên tiếng, ông ta nói rất nhiều nhưng mọi người không thể hiểu hết. Đại khái là hãy suy xét từ những thứ nhỏ nhất, không ngờ điều đó lại bị lúc coi thường và sỉ nhục. Lúc này cô nàng đeo kính cũng lên tiếng nói, cách đây 10 năm những người trẻ trên toàn thế giới không may mắc một căn bệnh lạ, cho đến khi một nhà khoa học nghiên cứu ra được một loại vaccine, từ đó số người chết đã giảm đi nhanh chóng, mà nhà khoa học đó chính là người đã thành lập công ty này. Công ty sau đó lớn mạnh trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Nghe thấy vậy, Brunette vô cùng kích động vì bạn trai của cô đang mắc phải căn bệnh này, mà nhân viên của công ty thì sẽ được giảm nửa tiền. Vì thế không còn cách nào khác, cô phải vượt qua bài thi này vào làm cho công ty. Sau đó cô từ từ đi đến phía chỗ bảo vệ, cứ thế không nói không rằng gì cho tay vào túi quần anh ta. Rồi lấy ra một chiếc bật lửa từ trong túi, cô ấy đoán rằng chỉ cần kích hoạt hệ thống chữa cháy thì nước sẽ làm hiện lên đề bài trên giấy thi. Nói là làm luôn, cô bê bàn đến chỗ hệ thống chữa cháy, rồi đứng lên bàn bật lửa lên, nhưng do ngọn lửa quá nhỏ không thể kích hoạt van chữa cháy được. Thế là lúc chẳng nói chẳng rằng cầm đề thi trên bàn đưa cho Brunette. Quả nhiên khi ngọn lửa lớn hơn thì đã kích hoạt được hệ thống chữa cháy. Thấy vậy Black kích động đưa đề thi ra nước thử, nhưng vẫn chỉ là một tờ giấy trắng tinh khôi, thế là lại tốn công vô ích thêm lần nữa. Nhưng lúc này Brunette nhìn lên bàn và phát hiện đề thi của cô đã mất, cô vội mở tờ giấy vừa đốt ra và nhận ra đó chính là đề thi của mình, thì ra cô đã bị lúc lừa. Bảo vệ cũng lập tức đi đến kéo Brunette đi. Thấy vậy Black rất tức giận, anh định cho lúc một bài học nhưng đột nhiên đèn tắt hết. Hóa ra đèn được điều khiển bằng giọng nói, chỉ cần nói một tiếng bật đèn thì cả phòng lại sáng lên. Sau đó lúc càng quá đáng hơn, anh ta đi đến chỗ người đàn ông đeo kính, lúc cầm đề thi của anh ấy lên bắt anh xé nó, không ngờ người đàn ông cũng xé còn tự nhét hết đề thi vào miệng.
Cuối cùng người đàn ông đó cũng bị bảo vệ mang đi. Hành vi này của Luke khiến cho Black vô cùng tức giận, thẳng tay đấm một phát khiến anh ta ngất đi. Mọi người sau đó cũng lôi Luke lên ghế rồi trói anh ta lại, nhưng lúc này Blonde lại lên tiếng phản đối. Mặc dù thủ đoạn của Luke rất bẩn thỉu, nhưng biết lợi dụng thì anh ta cũng có ích, nhưng Black lại không quan tâm, anh muốn đuổi hắn ta ra khỏi phòng thi. Blonde lại lần nữa lên tiếng, ban nãy giám thị đã nói quy định đó là ra ngoài phải tự nguyện, nếu cứ ép đẩy anh ta ra thì người bị loại rất có thể là Black. Thế là Black chỉ đành cầm đề thi của anh ta lên, định lấy tay anh ta viết lên đề thi, nhưng đúng lúc này Luke tỉnh lại và cố gắng kêu cứu, anh ta nói mình cần uống thuốc, hóa ra anh mắc một loại bệnh lạ, buộc phải uống thuốc mỗi tiếng một lần. Nếu không sẽ ngất xỉu và co giật, sau đó là chết. Thuốc để trong túi của anh ta, chỉ cần Black đồng ý lấy giúp anh ta sẽ ngoan ngoãn trao đổi. Nào ngờ thuốc của Luke đã bị ai trộm mất rồi, tìm đâu cũng không thấy. Sau đó Luke vì không được uống thuốc mà ngất đi. Mọi người đều không phản ứng gì nhiều, bởi vì những hành động hắn đã gây ra bị như vậy cũng đáng. Mà lúc này thời gian đã sắp hết. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra câu hỏi của đề thi. Anh không nhiều lời đi tới sau lưng cô gái, rồi lấy thắt lưng trói cô lại. Anh nghi ngờ cô gái này là người của công ty, vì trong cuộc nói chuyện lúc nãy cô đã tiết lộ nhiều điều về công ty tuyển dụng này. Anh nghi ngờ cô rất có thể là nội gián. Để biết thêm được nhiều thông tin hơn, anh ta kéo chân cô ấy ra, dùng cạnh giấy mỏng sắc cắt lên chân cô, nhưng cô vẫn ngoan cố chịu đựng. Hắn lại tháo kính của cô xuống, định cứa cạnh giấy vào mắt. Đến lúc này cô đành phải thừa nhận mình chính là nhân viên của công ty này, nhưng bản thân không biết gì hết. Cô tham gia kỳ thi này chỉ để thăng chức mà thôi. Cuối cùng anh ta cũng buông tha cho cô. Lúc này Luke lại bắt đầu co giật. Nếu không có thuốc thì anh ta sẽ chết. Blonde chỉ có thể kiến nghị mọi người lục soát lẫn nhau để xem ai là người đã trộm thuốc của Luke, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Lúc này cô gái đeo kính nhìn chằm chằm vào tên vừa tra tấn mình, cô nghĩ ra gì đó rồi cứ thế đi đến bàn của anh ta, quả nhiên tìm thấy một cái kẹo cao su mà bên trong có một viên thuốc, chính anh ta là người muốn hại chết Luke. Khi cô cho Luke uống thuốc thì hắn ta lao đến hất bay làm viên thuốc rơi vào cống nước. Nhìn White sắp chết đi, cô đeo kính rất sốt ruột, cô chỉ đành vi phạm quy chế thi chạy về phía camera cầu cứu, cuối cùng bị bảo vệ lôi ra ngoài. Vào thời khắc then chốt, Blonde rút chiếc cặp ghim trên đầu gắp viên thuốc lên, sau đó đút cho Luke uống, vì thế anh ta mới may mắn sống sót. Vừa tỉnh lại anh nói có thể chẳng có câu hỏi nào cả. Cuộc thi này chính là đề thi mà đáp án chỉ có thể là một trong số chúng ta. Nói xong Luke hướng mắt về phía khẩu súng của bảo vệ, Black cũng lập tức hiểu ý. Hai người họ cùng Luke xông lên cướp súng, Black nhanh hơn một bước nhưng anh không định giết người. Anh giành súng là để ngăn Luke làm bừa, nhưng nhân lúc Black không chú ý Luke đã lao tới rồi cướp được súng. Khi anh ta đang định nổ súng thì phát hiện súng này cần có dấu vân tay mới bắn được, anh ta lập tức cầm tay của bảo vệ lên nhắm vào mọi người để giữ mạng sống. Tên áo trắng là người đầu tiên rút lui, anh ta tự động rời khỏi phòng thi. Tiếp theo là Blonde, nhưng khi cô ấy đi qua, Black đã âm thầm để lại ám hiệu. Khi ra tới cửa, cô đột nhiên lớn tiếng nói tắt đèn, Luke vội vàng nổ súng liên hoàn rồi hô to bật đèn. Nào ngờ Black không kịp phản ứng nên đã bị ăn đạn, mà lúc này Luke phát hiện ngoài cửa có một mũi giày, đó là Blonde. Cô vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc, đang định nổ súng vào chân cô, nhưng đúng vào lúc này thời gian kết thúc, trong phòng còn lại hai người. Luke tức giận không muốn nhận thua, anh điên tiết chõ mõm vào camera chửi bới, nhưng lúc này đột nhiên bảo vệ bước đến. Còn giờ đồng hồ lên, thời gian làm bài vẫn còn 30 giây, Luke hoàn toàn không hiểu chuyện gì, hóa ra đồng hồ trong phòng có nút ấn màu xanh, ấn vào thì đồng hồ sẽ hiển thị nhanh hơn, mà ban nãy người đàn ông đeo kính đã âm thầm ấn nút đó, vì nói chuyện với giám thị nên Luke cũng bị loại, giờ chỉ còn lại một mình Blonde. Cô nhặt chiếc kính dưới đất lên, đây là kính của người đàn ông làm rơi khi bị lôi đi. Blonde nhớ lại những lời ông ta nói, liền nhìn đề thi qua chiếc kính và một mảnh vỡ thủy tinh, cuối cùng cũng nhìn ra được câu hỏi, là nhớ lại lời nói ban đầu của giám thị, sau khi anh ta tuyên bố quy định thì hỏi mọi người còn vấn đề gì nữa không. Thực ra đây là một câu hỏi của đề thi, đáp án đơn giản vô cùng, chỉ cần nói không là đã qua vòng tuyển chọn. Đúng lúc này người đàn ông đeo kính đi vào cùng giám thị. Blonde cầm bài thi đi đến trước mặt ông và trả lời là không có, thế là cô đã hoàn thành bài kiểm tra. Thì ra người đàn ông đó lại chính là ông chủ của công ty, vì thuốc của công ty có hiệu quả quá lớn, bọn họ muốn đưa nó vào sản xuất hàng loạt. Chính điều đó khiến bọn họ phải tìm được một người biết lắng nghe, cẩn thận và tốt bụng để quản lý điều chế thuốc. Thực ra Black cũng không chết vì bên trong súng không có đạn thật, còn Blonde cũng chính thức là nhân viên của công ty. Phim đến đây cũng hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo, bye bye. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!